Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022. Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh, 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết theo quy định tại thông tư 25, việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng và trước ngày 31 tháng 7 năm 2021, các nhà xuất bản phải hoàn thành in ấn, phát hành sách giáo khoa đến các địa phương.